Võ Lâm Ngoại Sử, chương 36, hồi 13, Bạn Thù Khó Phân, phần 2. Rượu và thức ăn đã được dọn ra, chu thất thất ăn uống tự nhiên, kim vô vọng như nuốt không trôi, chu thất thất luôn tay gắp thức ăn cho hắn. Những người xung quanh không dám nhìn họ, rồi lại không kìm lòng được cứ lén nhìn. Hai người thật là kỳ quái, nam thì thật là xấu, nữ lại quá đẹp. Họ như xa lạ, lại như rất thân mật chẳng ai đoán ra quan hệ của hai người. Chú thất thất làm như không hay biết. Anh cần phải ăn một chút, bụng mà trống, mà uống rượu là dễ chết người đấy. Nàng cầm đũa gấp hết thứ này, món khác để vào chén của kim vô vọng. Chợt nàng dùng mình, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét, buông lời đôi đũa, mắt nhìn đăm đăm ra sau lưng kim vô vọng. Kim vô vọng vội hỏi, chuyện gì vậy, chú thất thất trở tay về phía cửa sổ sau lưng kim vô vọng run giọng anh anh nhìn nàng không nói ra tiếng người run cầm cập kim vô vọng biến sắc quay nhanh đầu lại nhưng không thấy ai hắn lo lắng thấp giọng nàng thấy gì chú thất thất lắp bắp cửa sổ cửa sổ có người kim vô vọng nói có ai nàng hoa mắt trong chú thất thất nói có có người anh vừa quay đầu lại hắn đi ngay kim vô vọng là ai chu thất thất là là ác ma đã hạ tôi xấu xí và tê liệt tôi thấy rõ tôi không bao giờ quên được bộ mặt của hắn nàng vẫn chưa định thần giọng nói hết sức run rẩy kim vô vọng sậm mặt nhíu mày trầm tư chu thất thất anh anh cần đuổi theo hắn kim vô vọng lắc đầu không kịp chu thất thất hoảng sợ Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi thấy hắn là ăn hết vô, ngủ không được. Lúc nào cũng cảm thấy hắn ở đâu đó sau lưng, đang chờ cơ hội để hại tôi. Nhắm mắt lại là thấy hắn đứng trước mặt gần gần. Rồi nàng ôm mặt khóc thành tiếng. Kim vô vọng đứng dậy, để một thỏi bạc trên bàn, rồi kéo tay chu thất thất. Theo tôi, chu thất thất nói, đi đâu? Kim Vô Vọng không trả lời, chỉ kéo Chu Thất Thất đi ra ngoài, hắn đứng trước tiểu điếm, dõi mắt định hướng, rồi đi thẳng ra vùng đất hoang ngoài trấn. Chu Thất Thất thật đã bị ác ma kia làm sợ đến vỡ mật, nàng thật sự chưa sợ ai như hắn. Kim Vô Vọng nghiêm mặt bước, vùng đất kia càng đi càng hoang vắng, nắng đã lên, tuyết cũng hơi tan, Chu Thất Thất không lạnh nhưng vẫn run cầm cập, hai tay nàng vô tình ôm chặt Kim Vô Vọng, ngã người dựa hẳn vào hắn. Nhìn từ sau chỉ thấy một đôi nam nữ khôi vĩ đang dìu nhau. Thiếu nữ yểu điệu thật lãng mạn khiến người ta hâm mộ. Nhìn từ trước thì là một tiên nữ duyên dáng, sóng đôi cùng một quỷ nam xấu xí lạnh lùng giữa cánh đồng hoang vu tuyết động. Ai thấy cũng phải hoàng hồn. Kim vô vọng dù đỡ chu thất thất vẫn đi đứng rất nhanh nhẹn. Đi được một đoạn chu thất thất hỏi, phía trước là đâu? Kim vô vọng trả lời, tôi không biết. Chu thất thất ngẩn người, vậy ta đang đi đâu? Kim vô vọng nói, tôi cũng không biết. Chu thất thất sợ hãi. Anh, anh, Kim vô vọng nói, chút nữa nàng sẽ rõ. Ngưng chút, hắn khẽ nói, có người. Chu thất thất thở ra hơi lạnh, tĩnh khí lắng nghe, quả nhiên sau lưng có tiếng tà áo phật phật càng lúc càng gần kim vô vọng không dừng bước cũng không quay đầu lại chu thất thất không dám quay đầu lại thầm hỏi là ai chẳng lẽ lại là hắn tiếng áo trong gió khi đuổi đến gần họ thì nhẹ lại như người đó chỉ theo sát sau lưng thôi chứ không vượt qua mặt mà cũng không nói tiếng nào chu thất thất dùng mình như bị mũi dao nhọn chĩa thẳng vào sống lưng nàng muốn quay đầu nhìn lại không dám càng ôm chặt lấy kim vô vọng kim vô vọng bước nhanh hơn người sau lưng cũng bước nhanh hơn kim vô vọng đi chậm lại người sau lưng cũng đi chậm lại chủ thất tất cho rằng hắn nhất định là ác ma kia nàng thầm nghĩ có lẽ kim vô vọng cố ý dụ hắn tới mảnh đất hoang vu này nhưng để làm gì nếu kim vô vọng muốn diệt hắn đã động thủ rồi nếu không có ý khử hắn thì kim vô vọng đang làm gì kim vô vọng bước càng lúc càng nhanh đến cuối mảnh đất hoang thì đánh vòng trở lại Người sau lưng cũng đánh vòng trở lại theo hắn. Chu Tất Thất muốn lên tiếng hỏi thì Kim vô Vọng đã dùng thuật truyền âm nói với nàng, "Người này tuy võ công không kém nhưng nội lực hơi yếu, tôi đã cố ý làm tiêu hao nội lực của hắn, chờ khi suy giảm nhiều tôi sẽ lấy, tôi sẽ ra tay lấy mạng hắn." Chu Tất Thất vừa mừng vừa sợ, muốn hôn hắn để tỏ lòng cảm kích. Đột nhiên Kim Vô Vọng ngửa mặt lên trời cười giải Tốt thật tốt Người nọ cũng cất tiếng cười giải Tốt thật tốt Kim Vô Vọng Ta biết ngươi phải tới Người nọ nói Ta biết ngươi phải tới Kim Vô Vọng Ngươi đã tới Sao không lên tiếng Người nọ nói Ngươi đã tới Sao không lên tiếng Kim vô vọng cả giận, người đang trêu ta, người nên nhớ rằng ta và ngươi tuy là bạn đồng môn nhưng không giao tình. Người cũng nên biết ta dụ ngươi đến đây là để muốn lấy mạng của ngươi đó. Người nọ vờ như sợ kinh, ý một tiếng rồi lại nói người đang trêu ta, người nên nhớ. Kim vô vọng đột nhiên hét lớn, người là ai? Vừa nói vừa ôm chu thất thất quay phát ra sau. Người nọ thu thế không kịp, xông thẳng đến, thiếu điều muốn đụng vào hai người. Hắn chẳng phải là ác ma như họ nghĩ mà là cái bản mặt bẩn thỉu xấu xí kim bất hoán không những chu thất thất hoàng hồn biến sắc mà cả kim vô vọng cũng sừng sốt kinh hoàng không phải hồ ly mà là sói lang chu thất thất là thất thanh là ngươi kim vô vọng vẫn quát là ngươi kim bất hoán cười hăng hắc <laughs> là tôi hai người không ngờ sao chu thất thất lớn tiếng Tại sao ngươi lại thậm thụt lén lút sau lưng bọn ta? Kim Bất Hoán hái mắt cười khẳng khẳng. <laughs> Tôi chỉ muốn coi hai người thân thiết, à, thân thân thiết thiết dẫn nhau tới cái mảnh đất hoang này định giờ cho gì. À, đây không phải là chỗ tình tứ đâu. Kim vô vọng giật dữ quát, câm miệng. Kim bất hoán nói, ai à, đại ca bảo câm miệng thì tiểu đệ câm liền ạ. Chợt ngửa mặt cười hăng hắc, <cười> hôm nay mới biết đại ca thật là thủ đoạn, chỉ có hai ba chiêu đã hớp chu cô nương từ tay thẩm lãng, kim vô vọng đằng đằng sát khí. chu thất thất tức mình mắng lớn, ngươi cười cái quỷ gì? Kim bất hoán lại càng cười to. <cười> chị dâu trẻ thật là hung tợn. À, để tiểu đệ nói cho chị hai nghe một bí mật này. À, đại ca đây tuy trông đàng hoàng nhưng mà thật ra thì... <laughs> Chú thất thất không nhịn được hỏi tới. Thật ra thì làm sao? Kim Bất Hoán nói, thật ra thì đại ca rất là phong lưu, từ hồi 15 tuổi anh ấy đã khiến biết bao nhiêu cô gái mang bệnh tương tư, càng về sau. Hắn cố ý ngưng nói, còn mắt trột láo liên, Kim vô vọng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng ngăn cản, chú thất thất nóng ruột, hỏi dồn càng về sau thì sao? Kim Bất Hoán làm bộ lấm lét đằng thắng. <laughs> à, tôi không dám nói, chú thất thất nói, ngươi cứ nói, không sao. Kim Bất Hoán cười hì hì. <cười> à, bị mấy nàng kia quấn quá, à, đại ca không luyện võ được, sau này hắn nảy sinh ý độc làm hủy đi gương mặt phan anh mỹ nam tử của mình. Chủ thất thất la lên, à, Kim Bất Hoán nói, à, hắn hủy dung mạo rồi thì tính tình cũng thay đổi, không những hận các thiếu nữ mà cũng uh, chẳng tha cả nam nhân." Chủ thất thất ngây người, "Ừ, lại có chuyện như vậy à thì ra là đã lừa tôi." À, Kim Bất Hoán nói, "Lừa nàng, tôi không lừa nàng." chú thất dậm thất chân vồ duyên, ai nói chuyện với ngươi? kim bất hoán nhìn nào rồi quay qua kim vô vọng cười hì hì hi, hi, hi hiểu rồi thì ra là chị dâu trẻ đang trách đại ca à trách anh hai đã gạt chị dâu lại bị tôi phá đám hắn cứ một hai gọi là chị dâu khiến chủ thất thất đỏ ửng mặt mày nàng vừa xấu hổ vừa giận mắng lớn ngươi nói cái quỷ gì ai là người chị dâu của ngươi kim bất hoán chẳng cãi chỉ nói tiếp chị dâu tiểu đệ đã nói chuyện bí mật như vậy rồi thì chị cũng nên cho tiểu đệ một món quà ra mắt mới đúng chủ thất thất nói được cho ngươi đây thẳng tay sáng cho kim bất hoán ba cái bạt tai hắn không tránh né hướng ba cái tát giòn dã Hắn cười hì hì vuốt mặt, à, chị dâu ban tặng tiểu đệ xin nhận, bàn tay trắng ngần nõn nà nhỏ bé, vuốt trên mặt đó, thoải mái dễ chịu làm sao, đại ca anh thật là có phúc. Kim vô vọng đột nhiên lạnh lùng, hỏi, ngươi nói xong chưa? Kim bất hoán, à, xong rồi. Kim vô vọng gần từng tiếng, tuy đã, ta đã đoạn nghĩa tuyệt tình với ngươi, nhưng vì nhớ những ngày cùng nhau khôn lớn, ta tha cho ngươi thêm một lần. Nói rồi, quát lớn, cút. Còn không mau cút đi Cho ta đổi ý Kim bất hoán chẳng những không nhúc nhích Mà lại còn khởi khúc khích <laughs> Đại ca bảo cút ra thì tôi cũng phải cút Nhưng mà tôi cần nói với đại ca một chuyện Hỏi xong rồi tôi cần hỏi đại ca một chuyện Hỏi xong rồi thì cút cũng chưa muộn Không đợi Kim vô vọng trả lời Hắn tiếp à, Đại ca có biết thẩm lãng ở đâu chăng Chú thất thất ngạc nhiên Vì sao ngươi tìm thẩm lãng Kim bất hoán cười hăng hắc <cười> Đâu chỉ mình tôi tìm hắn Chú Tất Tất càng thêm ngạc nhiên. Ai muốn tìm chàng? Kim Bất Hoán nói. Ba vị tiền bối nhân nghĩa trang chủ, đoạn hồng tử đạo trưởng, thiên pháp đại sư, kiều ngũ. À, tuy tiểu đệ vô dụng nhưng mà mấy người kia cũng không dễ chọc. Chú Tất Tất nói. Vì sao họ tìm chàng? Tìm chàng có chuyện gì? Kim Bất Hoán nói. Ồ, không có gì, chỉ muốn thịt hắn thôi. Chú Tất Tất rúng động vội hỏi. Tại sao? Kim Bất Hoán nói. Vì hắn bội ước vì hắn bề ngoài nhân nghĩa nhưng mà trong dạ thì hiểm sâu nhiều đó quá đủ rồi chu thất tất cả kinh trợn hai mắt thẩm lãng đã đưa mấy người triển anh tùng phương thiên lý đến nhân nghĩa trang họ đến đó lẽ ra mọi việc đã được giải thích rõ ràng chứ kim bất hoán nói bọn triển anh tùng là do thẩm lãng đưa đến sao tuy thanh âm của hắn có chút thay đổi nhưng chu thất thất không lưu ý nàng ứng tiếng trả lời ngay không sao tất cả đều do thẩm lãng đưa đến quá quay đầu nhìn kim vô vọng anh có thể làm chứng đúng không Kim vô vọng cũng đang kinh ngạc quất cầm không sai. Tôi tận mắt nhìn thấy họ bạn à, họ vào nhân nghĩa trang. Chú thất thất, không lẽ vào trang rồi lại có chuyện không hay xảy ra? Kim bất hoán cười quỷ, không sai, cả bọn đều, đều đã vào trang. Chu thất thất thở vào nhẹ nhõm như vậy. Kim bất hoán lạnh lùng ngắt lời, vừa bước qua cổng chính, ấy, cả bọn chưa kịp lên tiếng nào đều lăn đùng ra chết. Tốt, chết gọn gàng không còn một móng. Chu thất thất hét lên kinh hoàng. Kim vô vọng thất sắc bọn, bọn họ chết rồi sao? Kim bất hoán cười lạnh, vừa bước qua cửa là bọn họ cùng ngã xuống tắt thở, toàn thân không một vết thương mà như là bị độc phát ra mà chết. Bao cao thủ kiến thức sâu rộng ở nhân nghĩa trang, không biết là họ chúng loại độc gì. Hắn ngửa mặt lên trời cười khan, hạ độc thật ra cũng chưa kỳ lạ, kỳ quái là làm sao mà có thể định đúng thời khắc chất độc bộc phát, thủ đoạn này thật quá hiểm ác. Chủ thất thất run giọng cái này cái này tuyệt nhiên không phải là thẩm hạ thẩm lãng hạ độc kim bất hoán cười gằn người do chính hắn đưa tới không phải hắn hạ độc thì là ai chủ thất thất là bà ta là người đàn bà kia kim bất hoán nói bà ta là ai người đàn bà kia là ai chủ thất thất rộng chân ta có nói người cũng không biết nàng hớt hải kéo tay kim vô vọng đi chúng ta phải báo ngay cho thẩm lãng Kim Bất Hoán lạnh lùng ngắt lời, hai người không cần phải chúc thêm phiền toái, sẽ có người khác đi tìm thẩm lãng, hắn không trốn khỏi đâu, hai người cũng không thể đi. Kim Vô Vọng nổi giận trợn mắt quát, ngươi dám cản ta, Kim Bất Hoán nhe răng ra vẻ sợ sệt, <laughs> tiểu đệ đâu dám, nhưng mà bọn họ thì còn mắt chột láo liên, Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất cũng đưa mắt nhìn quanh, đông tây nam bắc mịt mờ bụi tuyết mỗi hướng một thân ảnh chậm chậm bước tới bốn người này mơ hồ đi rất chậm trong nháy mắt lại đã đến trước mặt phía đông một người dâu dài phiêu phất thanh thoát như tiên gương mặt xanh gầy đẳng đẳng sát khí bất bại chi kiếm lý trường thanh Phương Nam một người thân cao tám thước, dâu ria sồm xoàm, mắt trợn to trợn trắng, mặt mày hầm hầm, khí thôn đấu nghiêu liền thiên vân mặt tay một người thân thể gầy yếu đi được hai bước phải dừng lại ho sặc sụa lãnh tam gia huynh đệ đại ca lãnh đạo hướng bắc một người uy mãnh nhất trong bọn khí sát trên mặt nặng nề nhất đương kim phật môn đệ nhất cao thủ ngũ đài sơn thiên pháp đại sư đây là bốn cao thủ uy danh hiển hách của võ lâm nếu ngăn trở nếu họ ngăn trở khó ai qua được kim bất hoán phi thân ra sau hơn một trượng lớn tiếng các vị đã nghe rõ những đối đáp vừa rồi Liên Thiên Vân quát lớn, nghe rất rõ. Kim bất hoán, tại hạ chẳng nói sai, những người đó đều do thẩm lãng đưa đến. Liên Thiên Vân căm hận gầm lên, còn bà người, thật cũng đã nói đúng, không thể tha cho thằng chó thẩm lãng kia. Tuy lão đã cao tuổi, nhưng trong cơn thịnh nộ, vẫn nói năng bốc chát như thủa thiếu thời. Kim bất hoán nói, các vị cũng nên biết, ở đây còn có người hứng thú hơn cả thẩm lãng. Các vị thật là may đã tình cờ gặp hắn nơi này. Lý Trường Thanh trầm giọng là ai? Thật ra thì nãy giờ cả bốn người vẫn chăm chú nhìn Kim Vô vọng. Dù hắn vẫn đứng yên không lộ một cảm xúc, nhưng thật sự cũng đang kinh hoàng. Kim bất hoán lại lớn tiếng: Các vị nhìn đây, hắn chính là một trong tứ đại sứ giả của Khói Lạc Vương, tài sứ Kim Vô vọng. Có lẽ các vị đã nghe qua đại danh của hắn bốn người kia bước tới vây quanh kim vô vọng và chu thất thất những ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mặt hắn chu thất thất bất giác dựa sắt vào người kim vô vọng bốn người nhìn kim vô vọng trầm trầm hắn cũng trầm trầm nhìn họ thật lâu đôi bên chẳng nói lời nào kim vô vọng không hỏi cũng đã hiểu ý bốn người họ biết rõ mình có hỏi đối phương cũng chẳng trả lời đôi bên cứ im lặng nhìn nhau đằng đằng sát khí sắc trời ảm đạm gió rét nổi lên như những tiếng hô hào sát phạt Chu Thất Thất chịu hết nổi nói lớn tiếng hỏi các người muốn gì? Bốn người kia đưa mắt nhìn nàng rồi lại hướng về Kim Vô Vọng như khinh thường không thiết trả lời nào. Chu Thất Thất lại la lớn các người cũng phải nói chuyện đi chứ im lặng như vậy có nghĩa là gì? Lần này thì cũng chẳng ai nhìn nàng. Chu Thất Thất cắn môi nói với Kim Vô Vọng bọn họ không nói thì chúng mình đi thôi. Kim bất bất hoán bật cười sảng sặc <laughs> tiểu nhà đầu nói thật dễ nghe. Chu Thất Thất cả giận hét lớn, các người không nói, thì cũng nên xuất thủ. Các người không xuất thủ thì chúng ta phải đi. Chẳng lẽ cùng các người ở đây gầm gừ nhau cả đời à? Lý Trường Thanh thở dài. Hơ, ngươi còn đợi bọn ta phải ra tay sao? Lão vẫn một bực ngó chân chân vào kim vô vọng. Kim bất hoán ứng tiếng vuốt đuôi. Đúng rồi, ngươi còn đợi bọn ta ra tay sao? Nếu ngươi thức thời ấy, thì nên ngoan ngãn bó tay chịu chói. Hỏi thì trả lời, tránh cho ra thịt chịu đòn. Kim vô vọng cười gằn không nói. Chú thất thất mắng to, ngươi, đồ xấu xí thối tha, đồ, đồ mắc dịch phải rõ. Liên Thiên Vân ngắt lời, cần gì phải thuyết lý, cứ ba quyền bốn cước đánh ngã bọn chúng trói gô lại mang về hỏi cung. Kim vô vọng đột nhiên ngửa mặt cười hăng hắc, <cười> thật oai, thật hay. Kim mỗ hôm nay chấp luôn cả năm người, xin mời cả năm đại anh hùng, đại hào kiệt của võ lâm hiện thời đồng loạt ra tay, xin mời, xin mời. Chu Thất Thất đảo mắt một vòng rồi cũng cười, thật đáng thương, thật đáng tiếc, đường đường là năm vị thành danh anh hùng cao thủ võ lâm lại lấy đông đánh ít, ỷ thế hiếp người. Liên Thiên Vân phẫn nộ quát, xuống nhà đầu, cầm cái miệng của người lại, mở to con mắt coi, ra da của ngươi có phải là hạng ỷ thế hiếp người hay không? Tất cả lui lại để một mình ta ra tay chói tên tặc này." Lý Trường Thanh khẽ cau mày, Liên Thiên Vân bước chân lên trước, "Kim vô vọng, ngươi dám đơn thân giao thủ với ta?" Liên Thiên Vân cả giận hét, không dám thì ta là cháu nội con rùa người. Kim Vô Vọng lạnh lùng, <laughs> ta thấy người nên lui, lui ra thì hơn. Ngày xưa võ công của khí thôn đấu ngưu Liên Thiên Vân cũng không tệ. Sau vụ hành sơn, võ công của ngươi mười phần thì chỉ còn lại ba, dám giao thủ với ta sao? Liên Thiên Vân điên cuồng hét lớn, hai quả đấm liên hoàn tung ra. <laughs> Ai dám giúp một quyền, Liên Thiên Vân ta sẽ liều mạng với người đó. Kim vô vọng khẽ đẩy Chu thất thất dịu dàng, cẩn thận. Hắn vừa nói vừa nghiêng người tránh đường quyền của Liên Thiên Vân. Lý Trường Thanh đứng ngoài quan sát, thấy tư thế của Kim vô vọng, nhận ra ngay người này mang tuyệt kỹ, lão lui về mấy bước, nháy mắt với lãnh đại lãnh đại hiểu ý bước tới ho khan chuyện gì lý trường thanh trầm giọng võ công của người này cao sâu khó lường cỡ bốn mươi chiêu nếu tam đệ không thua thì khí lực cũng suy giảm nhiều trước sau rồi sẽ bại dưới tay hắn lãnh đại nói ừ cũng đúng lý trường thanh nói gần đây công lực của ngươi ra sao lý... lãnh đại khẽ cười cũng thường à, lý trường thanh những cơn ho kia ừ, lãnh đại lại cười muốn không ho cũng được Lý Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh, Kim Bất Hoán khoanh tay đứng nhìn, miệng cười đắc ý. Thiên pháp đại sư muốn xông vào, lại ngại lời của Liên Thiên Vân không tiện xuất thủ. Hai người vô tình hay hữu ý, một tả một hữu chặn đường chu thất thất. Lý Trường Thanh thấp giọng: xưa này Kim Bất Hoán ít khi xuất thủ. Thiên pháp đại sư sau lần bị thẩm lãm đả thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Còn ta, tóm lại tình hình này chắc là ngươi phải ra tay. Ngươi tự tin sẽ thắng được hắn chăng? Lãnh đại à. À, không ngại thử, Lý trưởng Thanh nó tốt lắm Nhưng mà bây giờ chưa được, người cũng biết là Lão Tam tánh nóng như lửa Phải chờ đến khi Lão thi triển cái chiêu kia thì nhảy vô liền à, Bây giờ đã có hơn 20 chiêu, khoảng 17-18 chiêu nữa Lão Tam nhất định thì sẽ xuất chiêu ấy Ngươi hiểu, à, lãnh đại gật đầu, hiểu Tuy hắn nói nhiều hơn lãnh Tam, nhưng mà cũng không nói thêm quá một tiếng Liên Thiên Vân ra hơn 20 chiêu liên tiếp, quyền công mạnh mẽ như thế rời núi lấp biển. Trong lúc nhất thời, Kim Vô Vọng bị mãnh quyền vây hãm, chỉ nhờ vào khinh công tuyệt hảo mà tránh chứ chưa công. Quyền phong do hai người giao đấu thổi tuyết bay loạn, tuyết được bay thêm bay chạm vào ra như là để lại dấu đỏ. Chủ thất thất đã bị hai ba dấu trên gương mặt trắng ngần, nàng đứng nhìn vừa kinh hãi vừa lo lắng. Uhm, ai nói công phu của Liên Thiên Vân đã giảm sút nếu công lực bây giờ chỉ là 3 phần 10 của năm xưa thì ngày ấy chỉ một quyền là lão đã có đủ sức lấy mạng bất kỳ cao thủ nào. Kim vô vọng đã nghe tin đồn bậy mà nghĩ sai rồi, nếu hắn không thắng nổi một người thì thì phải làm sao? Chủ thất thất vốn thẳng tính, nàng thường làm những chuyện khác người, chẳng kể gì đến lễ giáo quy củ. Nếu nàng thiên về ai thì chỉ mong người ấy thắng, đối phương là chính là tả, là đúng là sai, nàng cũng chẳng lưu tâm. Đôi bên rằng co, nàng hận sao kim vô vọng không một trưởng độc trách liên thiên vân, chẳng nghĩ tới lão liên là người tốt hay người xấu. Nàng lo lắng bồn chồn khi thấy kim vô vọng rơi vào thế thủ, nàng không hiểu rằng công lực của Liên Thiên Vân thật sự đã giảm sút rất nhiều, so với ngày xưa 10 phần thì chỉ còn lại 2 3, Liên Thiên Vân vốn tính nóng nảy đã đem hết 3 phần công lực còn lại thi xuất, chẳng trừ một phần để phòng thân, kim vô vọng thì dồi dào kinh nghiệm giao đấu, đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu này, hắn không liều mạng mà chỉ cốt làm tiêu hao khí lực của lão Liên. Vì hắn còn phải dưỡng sức đối phó với bốn người kia hoặc để mở đường máu thoát thân nếu cần thế công của liên thiên vân quá nhiên từ từ suy yếu những chiêu thức sắc bén của kim vô vọng đang dần dần chiếm được thế thượng phong liên thiên vân đột nhiên tung ra hai quả đấm thắng vào ngực kim vô vọng một chiêu mãnh hổ phá đá rung trời lý trưởng thanh trầm giọng chiều thứ ba mười của lão tam lãnh đại gật đầu ra vẻ hiểu ý tập trung tinh thần vào cục diện kim vô vọng quay người tránh chiêu mãnh hổ trụ dưới khí dưới chân, dưỡng lực thủ thế chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu sắp tới của Liên Thiên Vân. Lão Liên chợt quay người ngược lại rồi đứng yên bất động, miệng quát lớn: "Dừng tay!" Tiếng quát như sấm nổ rền vang, muốn đục thùng màng nhĩ của Chu Thất Thất. Đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, tai u đi không thể nghe được những âm thanh nào khác. Kim Vô Vọng đang đứng tấn bỗng cảm thấy một luồng khí theo tiếng quát truyền tới, ngực như bị búa đập. Hắn thoáng rung động nhưng tinh thần vẫn bình yên, người thẳng người thủ thế một thân ảnh gầy gò phi tới như một cây đao cắm giữa kim vô vọng và liên thiên vân lãnh đại liên thiên vân quát to chính xác là lúc thi xuất tuyệt kỹ của mình chiêu độc nhất vô nhị đã mang danh thiên hạ thịt để trùy bốn lưỡi Thiệt để trùy là công lực phát ra nơi chót lưỡi, một loại khí công cao siêu bậc nhất trong võ học, uy lực và tính chất cũng gần như sư tử hống của Phật môn. Khi lão uốn lưỡi, quát lớn hai tiếng dương đây là chủ ý khiến đối phương rúng động phần hồn thi phách tán giữa lúc đó búa khí công sẽ giáng xuống liên thiên vân xưng danh khí thôn đấu ngưu lẽ tất nhiên khí công không kém khi công lực của lão còn nguyên vẹn bao nhiêu cao thủ trong võ lâm đã thất thủ trước chiều thịt để trùy lợi hại này tiệc thầy công lực của lão giờ đây chỉ còn non nửa uy lực của thiệt để để trùy, mười phần chỉ còn lại hai ba, kìm vô vọng tuy bị trúng chiêu, nhưng chỉ kinh mà không loạn, liền thiền vần không phải, không biết thiệt để trùy đã mất đi uy lực, nhưng tính trời xanh không cam lòng chịu thua. Nên mỗi khi đến tình thế cấp bách lại thi xuất độc chiêu, Lý Trường Thanh cùng lão bao nhiêu năm huynh đệ đã đoán ra lão sẽ dùng chiêu này. Thiệt để trùy vừa xuất ra là lão đại lập tức phi thân vào. Liên Thiên Vân cả giận thét lớn, máu tránh ra, ai mượn ngươi nhảy vô. Lãnh đạo mỉm cười, lão đã bảo người dừng tay, giờ đến phiên xuất tôi xuất thủ. Liên Thiên Vân còn đang ngớ ngẩn, đã bị Lý Trường Thanh kéo lui trở ra. Kim bất hoán cười hì hì, hi, thú vị, thú vị, ha, thú vị hay. Thiên Pháp Sư trầm giọng để bồn tọa. Kim bất hoán ngắt lời, đại sư không cần phải vội, tên này giờ như cá trong lưới, đại sư nên thưởng thức võ công của lãnh gia tam huynh đệ, tới nay vẫn chưa Ai mấy ai tận mắt chứng kiến, Thiền pháp đại sư trầm ngâm dừng bước. Tuy Lãnh gia Tam huynh đệ mang thân phận tối tớ ở Nhân Nghĩa Trang, nhưng võ công của họ thuộc dạng cao thủ hàng đầu, anh em họ vốn không nhu cầu, không cầu danh cũng không cầu lợi, chẳng can dự vào chuyện giang hồ. Nếu không nguy hại đến nhân nghĩa trang, họ quyết không bao giờ ra tay. Nhưng khi bọn họ đã xuất thủ, đối phương không mấy ai sống sót, nên trong giang hồ rất ít người biết về lai lịch võ công của họ. Thân thế của họ lại càng thêm thần bí. Họ chẳng mở miệng nhắc tới bao giờ. Có ai đi bốn phương tám hướng hỏi thăm cũng sẽ không tìm ra manh mối. Võ công và thân thế đều thần bí. Tính tình của họ lại lạ lùng khó hiểu. Ba huynh đệ trở thành giang hồ kỳ nhân thần bí. Thiên, Pháp đại sư cũng động lòng hiếu kỳ, muốn tận mắt thấy công phu của người lãnh gia Tam huynh đệ Lãnh đại. Lãnh đại không người ho sặc sụa, Chu Tất Tất động lòng khẽ nói: "Thân lão có bệnh, còn muốn cùng người giao đấu sao?" Lãnh đại ngừng đầu nhìn nàng mỉm cười thân thiện, thiện cảm, đa tạ hảo tâm, rồi lại ho, Chu Tất Tất thở dài: "Còn bao nhiêu người ở đây, chẳng lẽ lão tử cứ nhất định phải xuất thủ?" Kim huynh, à, anh để lão về thôi, đấu với người khác đi. Kim vô vọng cười lạnh, không nói. Kim bất hoán cười gần, chú cô nương, à quên, à, chị dâu trẻ, à, chị hai lo lão bệnh không đánh nổi sao. Để khi lão khiến chị hai thành quả phụ thì chị mới biết được cái lợi hại của, hạ, của lão. Chú thất thất giận dữ, muốn ra tay đập cho hắn một trận. Hết hồi mười ba.